Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp về nhóm công cụ, được gọi là nhóm công cụ tạo hiệu ứng ở trong Corel. Nhóm này thì bao gồm các cái công cụ sau. Chúng ta sẽ có một nhóm gồm 5 cái, đó là Drop Shadow, Contour, Blend, Distort, Envelope và Extrude. Và một cái nữa gọi là Transparency Tool. Thì về trước đây ấy, thì Transparency nó cũng sẽ được xếp cùng cái nhóm với lại các công cụ kia, nhưng ở các phiên bản gần đây thì bắt đầu nó tách ra thành một cái công cụ nằm riêng ra bên ngoài. Đối với thợ nhà đốt thì thuộc tính trong hay đục nó gần như là một thứ đương nhiên của các đối tượng và rất là dễ dàng hiệu chỉnh. Tuy nhiên là Corel nó không coi đấy là một thuộc tính vốn có của đối tượng, mà nó coi đấy là một hiệu ứng đặc biệt. Và do đó chúng ta muốn mà làm cho nó có được một cái độ trong thì chúng ta cần phải sử dụng công cụ này. Bây giờ tôi muốn làm trong một cái đối tượng nào đó. Đó, ví dụ bây giờ tôi đang đặt một cái hình này lên trên một cái hình khác, và chúng ta sẽ thấy rằng là nó che lấp cái hình bên dưới, đúng không? Chúng ta không nhìn thấy được. Và để thực hiện thì muốn làm trong để cho chúng ta có thể nhìn xuyên qua cái đối tượng phía trên, nhìn xuống đối tượng phía dưới, thì chúng ta sẽ chọn công cụ Transparency. Sau đó thì các bạn có thể là đưa vào, các bạn kéo trực tiếp ở trên đối tượng, hoặc là các bạn sẽ nhìn thấy có một cái thanh hỗ trợ nó được kích hoạt ngay bên dưới cái đối tượng đang chọn này. Hiện tại đang để là con số 0. Nếu mà bây giờ tôi kéo cái con trượt này thì các bạn sẽ thấy là tôi càng kéo sang phía bên phải bao nhiêu thì cái hình mà chúng ta đang chọn nó trong được bấy nhiêu, và chúng ta có thể nhìn xuyên xuống và chúng ta nhìn thấy cái đối tượng ở bên dưới. Đó. Và đây được gọi là hiệu ứng làm trong cho đối tượng, chứ cái này không được coi là một thuộc tính vốn có của đối tượng giống như họ nhà đúc. Đây là cái điểm khác biệt tương đối là rõ giữa hai cái hệ chương trình của Corel và Adobe. Chúng ta có mấy biến thể như thế này. Đây, No Transparency, các bạn nhìn lên trên thanh Property, No Transparency, bấm vào đây thì nó hủy cái thao tác làm trong đi, và chúng ta lại quay trở về cái trạng thái vốn có của đối tượng là đục, không nhìn xuyên có được. Uniform Transparency thì nó sẽ làm trong giống như vừa rồi chúng ta làm. Và cái sự làm trong này nó sẽ đều, đó, nó sẽ làm đều trên, dưới, phải, trái, trung tâm hay là bên rìa là đều giống nhau cả. Một trường hợp nữa là Transparency theo kiểu Fountain Fill, tức là các bạn sẽ gặp lại những cái thao tác giống như thao tác tô màu. Đó, tô màu chúng ta có chế độ là gì đấy ạ? Uniform là tô đều tất cả, đúng không? Chế độ Fountain Fill, cái mà bên họ nhà đốc nó gọi là gradient ấy, thì nó sẽ gì đấy, nó sẽ có hai đầu với lại cái độ trong đục khác nhau. Các bạn sẽ thấy là có một đầu có điểm điều khiển màu đen, có một đầu có điểm điều khiển màu trắng, và bấm vào cái nào thì nó sẽ khai báo cái tham số liên quan tới cái đầu đó. Đầu màu trắng sẽ là 0%, tức là chưa làm trong. Đầu màu đen là 100%, là làm trong suốt rồi. Đấy. Và chúng ta có thể co duỗi trực quan luôn trên cái đối tượng mà chúng ta đang muốn làm trong, kéo tới đâu thì nó liên quan tới đó. Ví dụ kéo đầu trắng thì đục, không nhìn thấy gì. Đó. Kéo đầu đen đến đâu thì nó trong đến đó. Tất nhiên tham số này là tham số mẫu thôi, các bạn có thể cho nó một cái tham số khác, không phải là 100%, cho 50% cũng được. Đó. Thì lúc này một đầu là đục, không nhìn thấy gì, và một đầu thì hơi hơi trong. Và khi mà chúng ta đã mô phỏng cái phép tô thì nó cũng có đầy đủ các biến thể mà chúng ta đã biết, đó, linear, đó, elliptic fountain transparency, conical fountain transparency, rectangular fountain transparency, các kiểu tô thẳng, tô tròn, tô hình nón, tô hình vuông đều có đầy đủ cả. Và các bạn có thể làm trực quan ở đây hoặc trên thanh property, nó cũng cung cấp cho chúng ta đầy đủ các cái hỗ trợ khác, thay vì là làm theo cái kiểu gọi là thao tác trực tiếp ở trên đối tượng thì các bạn có thể ra giảm tham số đây, bấm vào điểm điều khiển nào đó chúng ta muốn để chọn nó, sau đó thì các bạn hoặc là sổ danh sách
sổi con trượt này ra và kéo, hoặc là nhấp chọn một cái tham số ở đây đó, enter để thiết lập lại tham số mới cho nó. Độ nghiêng là chúng ta có thể thiết lập các độ nghiêng bằng cách trực quan kéo thẳng ở trên này, hoặc các bạn có thể gõ một con số vào đây đó. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có một số các cái tùy chọn đó. Ở đây chúng ta có mấy cái kiểu tùy chọn cho cái độ trong này, on này, đấy, fill này và outline. Đây chúng ta lại phải lấy một cái hình khác để chúng ta minh họa như sau. Hay thôi, tôi bỏ cái này đi, tôi gán cái đường viền thằng này đi cho các bạn nhìn cho nó rõ nhá. Một cái này ví dụ màu đỏ này, bây giờ tôi cho một cái đường viền là màu xanh này, tôi cho cái đường này dày lên. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thấy, chẳng hạn như là tôi chọn cái này, tôi chọn cái công cụ transparency, ví dụ như là tôi cho nó là 100%, thì các bạn sẽ thấy là cái hình của chúng ta mất hút, không nhìn thấy gì nữa. Đó. Nhưng nếu mà tôi bấm vào một trong các tùy chọn này, thì chúng ta lại thấy nó hiển thị theo cách khác nhau. Bình thường mặc định nó sẽ để cho chúng ta ở cái chế độ là on, là có hai cái thuộc tính chính của đối tượng là đường viền và bề mặt, thì nó sẽ làm trong giống nhau hết đó. Nhưng nếu mà tôi chọn là gì đây, fill, thì các bạn sẽ thấy là bề mặt trong suốt không nhìn thấy gì, nhưng đường viền thì vẫn hiện ra đầy đủ đấy. Còn nếu mà bây giờ tôi chọn là gì đây, outline, thì bề mặt hiện ra và đường viền bị trong không nhìn thấy gì nữa. Còn nếu trường hợp chúng ta chọn on như mặc định, thì cả hai cùng bị làm trong đi giống nhau đấy. Thế mà nếu mà các bạn làm việc trực quan ở đây, đấy, cái kiểu fountain thì nó chỉ có một cái tham số cho tất cả thôi. Thế còn nếu mà các bạn chọn transparency chẳng hạn, thì ngoài hai cái điểm điều khiển thì các bạn còn có thêm một cái điểm giữa này nữa. Đấy, co kéo cái điểm giữa này thì nó sẽ ưu tiên cho cái giá trị điểm điều khiển đầu nào hơn, một điểm là trong, một điểm là đục. Đấy, thì các bạn sẽ làm cho cái này nó ngả về cái phía trong nhiều hơn hay ngả về phía đục nhiều hơn. Cái này thì chúng ta có thể là copy cũng được đó. Bây giờ chẳng hạn như là ở trên cái ví dụ như là cái hình lớn ở trong cái logo này chẳng hạn, thì nó là đang được làm trong rồi. Thế còn cái chữ ở dưới này chẳng hạn, tôi muốn mà làm theo cho nó giống, thì tôi có thể là chọn công cụ, sau đó thay vì việc là cũng kéo cũng co giống như là đã làm ở trên, bây giờ muốn cho nó đồng bộ thì tôi bấm vào cái biểu tượng này, copy transparency, sau đó tôi chỉ vào cái đối tượng đã được làm trong. Sau khi mà chúng ta nhấn như thế này thì nó sẽ học theo cái thằng mẫu ở phía trên, nó cũng làm trong theo đúng quy tắc như thế, thì nó sẽ đồng bộ giữa cái phần nọ và phần kia. Thì cái này để làm gì thì khi nào mà các bạn mô phỏng cái gì đó có tính chất trong, đúng không? Hoặc các bạn muốn lồng nhìn được xuyên qua cái gì đó thì các bạn sẽ sử dụng cái này để các bạn tạo hiệu ứng trong. Hoặc là đôi khi muốn mô phỏng cái dạng chất liệu, nhìn qua một lớp kính hay là nhìn qua một cái lớp vật liệu gì đó mà có thể cho phép nhìn xuyên qua, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để chúng ta dán cái độ trong cho cái đối tượng mà chúng ta làm. Đấy, thế thì muốn hủy bỏ cái tính chất làm trong thì các bạn sẽ có cái nút này thôi. Đấy, no transparency, thì các bạn bỏ nó đi thì nó sẽ không trong nữa. Tuy nhiên còn có một cái phần merge mode này, thì nó còn giúp cho các bạn làm một số thứ như sau. Nếu mà các bạn để nó lên trên một cái nền màu trắng thì thôi, không có vấn đề gì để nói cả. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta để một cái đối tượng mà làm trong lại đặt lên trên một cái màu khác, thì cái việc mà chúng ta làm trong thì ngoài những cái tham số hoặc là cái kiểu làm trong, thì đôi khi các bạn còn có thể thử nghiệm thêm những cái chế độ này nữa. Đấy, cái này nếu như mà bạn nào mà đã làm việc với Photoshop chẳng hạn thì sẽ biết cái này, nó là cái chế độ hòa trộn. Thì tính chất bình thường thì chúng ta sẽ để nó ở cái chế độ là normal, thì nó đơn giản là làm trong. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta chuyển đổi cái chế độ hòa trộn đó,
thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng hoàn toàn khác nhau khi mà chúng ta đặt nó lên trên một cái hình khác, lên trên một cái nền khác, bằng cách là thay đổi cái chế độ hòa trộn này thì các bạn sẽ nhận được kết quả khác nhau trong cùng một cái thao tác. Đấy. Cùng một tham số, cùng một thao tác, nhưng mà khi trồng lên một cái đối tượng khác, tùy theo là cái màu đó là màu nóng hay màu lạnh, màu sáng hay màu tối, thì các bạn thử nghiệm một chút thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó lại cho chúng ta những kết quả hiển thị hoàn toàn khác khi chúng ta chọn một cái chế độ hòa trộn, nếu mà chúng ta nhìn xuyên xuống một cái đối tượng khác. Thì đấy là những cái yếu tố giúp cho chúng ta có thể tìm ra những cái hiệu quả đôi khi là nó hơi đặc biệt, đôi khi là nó hơi nằm ngoài suy nghĩ một tí. Thì các bạn có thể thêm cái việc tìm kiếm, thử nghiệm những cái chế độ hòa trộn này nếu như các bạn làm trong và cho nó xuyên xuống một cái đối tượng khác. Đôi lúc chúng ta sẽ đạt được những cái hiệu quả mà chúng ta không nghĩ tới đó, hoặc là những sự thay đổi nó hoàn toàn không nghĩ tới. Thì đấy là cái cách làm việc với lại cái công cụ làm trong đối tượng Transparency Tool.